sáng ngày 28 tháng 10, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cùng các đơn vị ngành đường sắt huy động nhiều thiết bị, vật tư cùng hơn 150 cán bộ, công nhân khẩn trương khắc phục đoạn đường sắt bị sói lở nặng do ảnh hưởng từ mưa lũ trong và sau bão số 6. Vị trí đường dây bị sói lở nằm phía nam ga Sa Lung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tại đây có hai đoạn bị sói lở, dẫn đến xê dịch đường dây như hình chữ S là đoạn phía nam ga Sa Lung đến phía bắc cầu đường sắt Sa Lung, dài khoảng hơn 300 mét. Cùng với đó, khoảng 250 mét đoạn phía nam cầu Sa Lung bị sạt lở nặng. Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, nước lũ làm trôi đá, sói nền đường, dịch chuyển dây đoạn km 587+800 đến km 588+000, km 588+500 đến km 588+900 khu vực cầu Sa Lung. Trong đó, đoạn phía nam ga Sa Lung đến phía bắc cầu đường sắt Sa Lung chủ yếu bị nước lũ dâng cao tràn qua, chảy xiết sói trôi đá, lở nền đường. Đoạn phía nam cầu Sa Lung nền đường bị sói lở nặng, đường dây bị nước lũ xô đẩy dịch chuyển về phía hạ lưu nghiêm trọng. Hiện một mũi thi công xử lý khắc phục đoạn phía nam cầu Sa Lung. Mũi thi công phía nam ga Sa Lung đến phía bắc cầu Sa Lung tập trung khắc phục cuốn chiếu từ phía bắc vào nam để sớm thông tuyến đoạn đường sắt bị sói lở, hư hỏng nặng này vào ngày mai. Tuy nhiên, đây là tuyến độc đạo, nước lũ đang vây quanh nên việc vận chuyển đá tới hiện trường để gia cố, khắc phục chỉ thực hiện bằng đường sắt, rất khó khăn. Từ trưa ngày 27 tháng 10, ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn khiến tuyến đường sắt đoạn Sa Lung bị thiệt hại nghiêm trọng. Nước lũ làm sói lở hàng trăm mét dài nền đá, tà vẹt, đường dây, dẫn đến đoạn này bị tê liệt. Ngoài việc huy động tối đa lực lượng khắc phục đoạn đường sắt nói trên, ngành đường sắt còn triển khai phương án chuyển hành khách đi tàu từ ga Đồng Hới về ga Đông Hà và ngược lại để tiếp tục hành trình.